giá xuống thấp như nhà vườn tại Đồng Tháp chặt bỏ cây cam sành. Công suất khai thác thấp, nhiều khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh bị rao bán. Trải nghiệm mùa vịt chạy đồng, đặc trưng đời sống mưu sinh của người dân miền Tây sông nước.